sinh rồi, là người đó sinh xong rồi nhìn các bạn cá tính, cá tính à, kiểu hiểu mạnh mẽ đúng không à, hòa đồng. Ok em hỏi chị đi, em hỏi chị nhìn hai đứa thì sao đi. Rất xứng đôi, trẻ trung năng động hợp thời. Biết sao không, mình yêu cái người mà lớn tuổi hơn mình quá đó thì nó sẽ chênh lệch về suy nghĩ, chênh lệch về quan niệm sống. Nhỏ tuổi hơn mình quá đó cũng không có phù hợp, nhưng mà bằng nhau á là mình có thể là mình cùng học chung một cái dạng, một cái thông tin, mình cùng nghe chung dòng nhạc, mình cùng ăn chung những món ăn, món ăn thịnh hành, có nghĩa là cái gì cũng chung, nó rất là dễ dàng. Ba mẹ chị là hai vợ chồng bằng tuổi nhau, sống răng long đầu bạc tới bây giờ hạnh phúc vô cùng đó. Tại em có lý do để em hỏi bạn nhìn về cái ngoại hình của em, tại vì em nghe bạn có nói là bạn rất sợ là người yêu mình khóc. À, em thì vẻ ngoài rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, trong dễ khóc. Dạ, trong công việc hay tất cả mọi thứ em đều rất mạnh mẽ, nhưng mà riêng về chuyện tình cảm hoặc là nói sâu hơn là chuyện tình cảm yêu đương á, em rất là nhạy cảm. Em có thể một chuyện bình thường vu vơ thôi em cũng có thể khóc được. Thì rất sợ làm gì vậy? Tại tính của thì nghĩ sao nói vậy, nếu là có sao làm vậy nhiều lúc gây sự tổn thương với người khác á. Thật ra chân thành á, cái người thẳng thắn chân thật cũng là tốt. Tuy nhiên á, khi tự em đừng có lo, khi mình vô tâm vô tình thì mình mới làm người khác tổn thương. Còn khi mình thật sự thương yêu ai, mình muốn người đó vui, mình sẽ để ý, và khi mình chú tâm vô thì nó sẽ không có như vậy. Mà đôi lúc trong hạnh phúc, trong tình yêu cuộc sống mà vài ba giọt nước mắt rơi làm tim ta xao xuyến, nó vẫn là hấp dẫn, không có vấn đề gì. Đừng có khóc lóc mà vì đau khổ, cái đó mới là nguy hiểm. Còn khóc lóc vì hạnh phúc, ok, đúng không? Tại vì em nói như vậy thôi chứ em chưa bao giờ có cái gì gọi là buồn hay là phải khóc hay là như này như kia về tình cảm hết, chưa bao giờ. Nhiều, chỉ có kiểu như là mình buồn một xíu thôi, chứ chưa bao giờ làm có cái gì mà làm cho mình gọi là phải tổn thương sâu sắc hết à, cho nên với lại có một cái mà bản thân em không giỏi nữa là không giỏi quan tâm người khác. Không giỏi yêu rồi sẽ giỏi à, đó thì có thể không giỏi kiểu như là em là một cái tiếp người kiểu như là dạng muốn bạn trai hoặc là muốn người yêu hoặc là muốn bạn bè xung quanh mình quan tâm mình, còn mình thì mình quan tâm họ theo một kiểu như là theo những cái thường ngày mình vẫn hay làm thôi. Còn tiếp người của em là thích người ta được quan tâm mình hơn. Thì đó đúng rồi, bởi vì đa số người con gái, người phụ nữ nào cũng muốn người đàn ông, con trai mình che chở, quan tâm nhiều hơn. Tại cái thực sự chương trình của mình á là mình cho nhau, giống như em chị nói với em hồi nãy á, là có cú sét có hay là không có, nghĩa là mình có rung động hay không để mình quyết định là mình có chấp nhận trở thành một đôi bạn để mà tìm hiểu nhau, để mà nam nữ để mà tìm hiểu nhau trong cái quan hệ là trai gái hay là không. Chứ còn thực sự mà để mà tìm hiểu nhau hết tính cách của nhau thì hai bạn phải cho nhau cái cơ hội. Nếu chịu hẹn hò với nhau cho nhau cơ hội mới hiểu hết. Ở đây chỉ là đo cái cảm xúc thôi. Hiểu cái gì nữa không? Rồi bây giờ vậy nè, mấy giờ mạnh dạn lên thì xin nắm tay bạn gái một cái. Rồi chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện. Chị sẽ phỏng vấn nói chuyện riêng với từng bạn. Mỗi người 2 phút thôi, rồi chị sẽ cho hai bạn gặp lại để mình đưa ra cái quyết định. Thì bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi nè. Nắm tay chứ bắt tay hồi nãy bắt rồi. Bắt. Hello em. Ai đợi chị lâu không? Wow. Mới chị. Nay bộ thiên thời địa lợi tốt nha. Sáng nay trời trong xanh gió mát. Nắng đẹp. Nắng đẹp. Dạ. Tên tên gì? Dạ em tên là Trần Thị Bích Lan. Quê em là ở đâu? Dạ em ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Dạ. Giờ mình xuống thành phố này lâu chưa? Em xuống thành phố chắc được hơn 1 năm rồi. Mới xuống có hơn 1 năm à? Dạ. Ồ vậy là hồi xưa đi học rồi này kia là ở trên Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi chị. Em học ở trên Đắk Lắk xong em xuống đây em đi làm rồi học thêm ở đây nữa. Em nghĩ mình có những cái điểm gì là nổi trội? Dạ chắc em điểm nổi trội của em là mang năng lượng tích cực cho mọi người. Tốt. Thời buổi bây giờ mọi người hay u ám lắm, mình chỉ cần cho nhau niềm vui nụ cười là được. Với lại không biết nha, tại mấy bạn hoặc là anh chị gặp em thì cứ bảo em là nhìn bé này nó hề quá, thì cứ nói kiểu như là thấy mọi người căng thẳng mệt mỏi thì mình cứ nói chuyện cho vui vẻ thôi. Dạ. Còn những cái gì mình cảm thấy là mặt yếu, nó là cái khuyết điểm của mình. Dạ, chắc nụ cười. Nụ cười sao?
em cười kiểu như có cảm giác như là khiến cho đối phương cảm giác mình đang gượng gạo á. Mặc dù cười kiểu như là lúc đó mình đang rất là vui thiệt, mình cười thiệt, nhưng mà cảm giác gượng gạo. Chắc là cũng có người ta mới nói. Có nghĩa là trong những cái lúc, tại vì em là người thích mang cái gì tích cực đến cho mọi người, nhưng mà thật sự đôi lúc trong con người mình nó có, cũng có lúc cái tâm sinh lý nó không ổn định, nó cũng buồn vui lẫn lộn, nhưng mà mình vẫn cứ muốn để cho mọi người thấy là mình bình thường. Cho nên cái nụ cười mình nó chống chế, cho nên người ta nhận xét đúng chứ không phải không đâu. Nhiều khi cười 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 cho nó qua chuyện để khỏi ai thấy được cái bên trong của mình. Hoặc có những lúc mình đang có cái gì đó, mình đang vui quá, cái chuyện nó cũng bình thường mà mình cười quá lố là mình cười cho bản thân mình. Chị thấy đôi lúc cái đó cũng là tốt thôi. Đôi lúc mình cũng phải sống cho bản cái cảm xúc thật của mình trước. Và trong cuộc sống chị nghĩ em cứ giữ những khoảnh khắc như vậy, mình là chính mình là ok. Chứ còn chị chỉ sợ là cười mà cười giả dối đồ này kia đó thì mình mới là nguy hiểm, chứ còn cười theo cảm xúc thật của mình là không vấn đề. Rồi bây giờ quay lại chuyện tình yêu nè, giờ muốn kiếm một cái người như thế nào nè để tôi tìm. Gu của em thì cao. Em tự nhiên em có cảm tình với những người cao lắm. Em đâu cao nhiều đâu. Em muốn cao là cao nhiều. Nói chung là chắc cao hơn em. Cao rồi mình nhìn em có cảm giác rất là thân thiện, với lại cảm giác rất là mến cái bạn đối phương mà cười đẹp, nụ cười nữa cũng cười nữa. Đó, giống cười, như chị á, cười giống như cực. Cười thoải mái, cười thoải mái, thích cười là cười thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Mắt, mũi, miệng, style ăn mặc, quần áo. Chắc nhắc tới cái style cũng như là ngoại hình bên ngoài, chắc em nhắc tới thần tượng của em. Thần tượng của em là ai? Anh Jack. Tại anh bề ngoài rất là dễ thương, nhưng mà anh cười rất là kiểu như là mang năng lượng tích cực lên cho mình á. Với lại kiểu ngoại hình kiểu cũng kiểu hơi bad boy một cái cách phong cách ăn mặc á. Nghĩa là không cần thiết phải gọi là đạo mạo thư sinh đồ tay sơ mi phải không? Phong trần một chút cũng được đúng không? Rồi còn cái điều gì nữa không? Em không thích gì ở người đàn ông? Cái tính nhu mì. Có nghĩa là cái gì nó không dứt khoát, nó hơi mềm yếu, nó không có gì, nó men, nó không có nam tính đúng không? Với lại nhiều khi là hơi mông lung về cái lập trường của mình đó. Bây giờ mình đi ra, mình đi định hướng mình tìm nè. Chị sẽ lia trước cho em một vòng đi. Ví dụ như đó, bên quán cà phê Starbucks mình qua mình núp ở trong cái lụm này mình đĩa coi. Đó, tôi quay mấy người ngồi bên đây. Có một chàng trai. Em coi đi, em coi đi. Anh có một cái anh đeo mắt kiến. Trẻ trẻ nè, thôi em tự nhìn đi, em nhìn cho kỹ, chị cầm chị rung tay quá, em nhìn đi. Một chàng trai nhỏ nhỏ đeo mắt kiến thì thấy hơi nhỏ nhỏ được không? Không là mình chuyển vùng qua đây mình lựa tiếp. Bên đây bên đó tới gốc cây bên đó cái quán Fast Story đó, em nghĩ quán là ánh nhìn đầu tiên em chọn anh đó. Đeo mắt kính, anh đeo mắt kính hơi nhỏ nha. Dạ. Và em cũng nhỏ mà, chắc chưa? Chắc. Chị qua nha, em đứng ở đây em cứ theo dõi. Rồi vậy đi, tôi tìm đường đi đây, theo dõi tôi đi. Dạ chào mấy anh chị. Dạ cho em xin phỏng vấn bé này chút xíu được không chị? Dạ nội dung là là mai mối. Có một bé gái đứng tuốt bên kia thích bé trai này, nhờ em qua hỏi thăm dùm thông tin. Con anh hả? Con anh đúng không? Cháu được không chị? Em nói nhỏ rồi mà con bé kia nó nhìn qua camera nó nói là lớn, thì để cho nó bé nó thỏa mãn. Hello, chào em. Chào chị. Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Ngọc Thiều. Nguyễn Ngọc Thiều năm nay nhiêu tuổi? Dạ em 21. 21 tuổi. Cái bạn bên kia cũng 21 tuổi luôn. Bạn kia quê ở Đắk Lắk. Đó, nãy giờ cùng với chị ngồi dạo công viên tâm sự, cái bạn nó nhìn qua bên đây, bạn nó thấy em, cho nên muốn chị qua hỏi thăm em vài câu. Bây giờ chị sẽ cho em nghe. Cái này là chị với em đấy. Chị với em đó đang còn mới vừa quay cái này tặng cho em, để cho em nghe cái giọng trước của em có thích không nha. Nè nghe đi, bấm vô đây. Em chào anh, em là Bích Lành. Hôm nay em đến để tìm một nửa của mình. Thì em muốn nhận tặng cho anh một câu hát. Như giọt sương con vương bàn tay, giọt lệ nào làm lệ như em. Bình minh lên hoàng hôn buông ngày vừa xuống,
nhành lưu ly khi anh đi mang theo mùa hạ, rồi mùa đông cô đơn vây quanh thành lá và nhìn anh lớn từ cô bé. Tới đó thôi chị, quên cái lời này. Đúng là rồi, của anh rồi. Của anh được không cưng, dễ thương không? Là em đang độc thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em có đi với chị 15 phút không? Dạ dạ rồi, ok. Rồi xin phép các phụ huynh đi, đây là cô chú gì hết không hay là ba mẹ? Dạ dì. Dì. Cô chú. Rồi xin phép dì đi. Dạ. Theo chị. Dạ mấy dì cho cháu nó đi yêu đương 15 phút về nha. Dạ đi. Sướng quá. Ok. Rất tự tin, sải bước đi theo chị Tường, tại vì rất là tin tưởng chị Tường. Mặc dù là bịt mắt nhưng bạn ấy đi rất là hào hùng, bởi vì bạn ấy sắp sửa gặp được một người đẹp đó. Bởi ai cũng tin tưởng tôi hết trơn á. Có lên cái dốc xíu nè em. Đó. Rồi lên luôn. Qua bên đây. Ghế đây. Vô luôn, vô luôn. Ghế trong luôn. Ghế trong, ghế trong. Còn một ghế nữa. Đó. Ghế bên này. Ngồi xuống. Ok. Bạn nữ trước mặt em luôn. Bạn nữ trước mặt em luôn. Chào bạn. À, em chào anh. À, mình, cũng... mình bắt tay cái giao hảo trước đi. Đó. Bắt tay lố quá vậy cưng. Rồi thôi bây giờ hai em có thể mở mặt nạ ra được rồi đó. Nãy giờ bạn trai bị bịt mắt hơi lâu rồi, tội nghiệp. Đẹp trai đẹp gái rồi đó. Bây giờ chị sẽ dành cho hai bạn 15 phút để hai bạn tâm sự với nhau ha. Chị đã làm theo lời yêu cầu của em và một phát ăn ngay. Hai bạn sơ bộ có rất là nhiều điểm trùng khớp, trùng tuổi, cùng đang đi học, vừa đi làm. Bạn nào cũng giỏi giang như nhau cả. Rồi hai bạn cứ nói chuyện với nhau đi, rồi có trở ngại gì hay cần gì chị giúp đỡ thì chị sẽ vào. Chị qua bàn kế bên, chị ngồi, chị chờ đợi thông tin hai đứa nha. Tự tin lên nha cưng. Rồi, tạm biệt hai em. Anh tên gì? Mình là Thiều, Nguyễn Ngọc Thiều. Ừ, anh Thiều. À, thôi được, cái xưng là anh đây, cũng bằng bạn... tuổi, 21 tuổi. Dạ, em là Lành. Chào Lành. Ủa mà anh quê ở đâu? Mình quê Ninh Thuận. Dạ, Ninh Thuận có gần Đắk Lắk không? Cũng cách khoảng 6 tiếng đi xe. 6 tiếng, cũng không xa, cũng không gần. Nên nếu có điều kiện thì anh có thể một lần lên quê em chơi. À, như mình có từng ghé ngang Đắk Lắk đi qua Đắk Lắk một lần. Nãy ngồi bên đó thì con thấy bên đây cũng đang quay phim, nghĩ là thôi chắc mọi người đang quay phim gì đó. Cũng bên nào bên làm thêm ở bên về mảng nghệ thuật chụp hình đó. À chụp hình. Nên là cũng nghĩ thôi mọi người quay phim này nọ. Thôi. Tại để... ở dưới quận 9 á, em cũng có một đám bạn chơi chung với nhau. Là cũng có chụp hình, kiểu như là rảnh rỗi hoặc là thế này như kia mình đi chụp hình, kiểu đi giao lưu với lại mấy anh, mấy chị hay chụp cho mấy cái nghệ sĩ mẫu model đồ này kia rồi vậy. Cũng có chung sở thích. Anh có hay hát không? Không, mình hát dở. Dở lắm à? Em cũng hát dở lắm. Mình có hay hát, tôi hát dở. Hello, sao đi theo anh hả? Dạ. Anh ruột hả? Anh họ hình nhưng mà thân hơn cả anh ruột luôn. Thân hơn cả anh ruột. Dạ. Cưng nhiêu tuổi? Dạ em 16 tuổi. 16 tuổi. Dạ. Rồi thấy anh đi qua đây lo lắng sợ chị Tường bắt cóc hay sao đi theo vậy? Dạ. Nè, tiết lộ bí mật nha. Dạ. Có bạn gái chưa? Dạ. Anh á còn độc thân, vô tính. Chắc không? Chắc. Vậy lúc rảnh rồi anh làm gì? Dạ hay nhắn tin. Nhắn tin với ai? Mấy chị nào đó nhưng mà không biết là được hay không. Nhắn tin với mấy chị nào đó trên mạng à? Dạ không, cũng quen là do qua mấy cái vụ mà chụp ảnh, đi chụp ảnh đồ. Vậy là đào qua. Dạ. Cũng xung quanh có nhiều phụ nữ. Dạ. Có nhiều cô gái. Dạ, lớp em cũng có mấy đứa để ý. Lớp em 16 tuổi cũng có mấy đứa để ý luôn. Dạ có. Trời ơi, nhưng mà ảnh chưa chọn ai chính thức hết. Chưa chọn chính thức hết chưa. Hay là ảnh chọn rồi mà em không biết? Có thể anh giấu lắm. Anh giấu lắm hả? Vậy sao là thân lắm? Dạ thân lắm mà có môi cũng đâu môi được. Đè là đánh cũng không xong. Ồ. Em nhìn xa em thấy chị đó không? Dạ thấy. Thấy chị sao? Dạ thấy chị là bình thường nhưng mà cũng có cái duyên ngầm. Có cái duyên ngầm, trời ơi trời. Nếu mà được thì là tới năm sau em có double tiền lì xì. Bản thân em nghĩ bao nhiêu tuổi em mới lấy vợ? Dạ em là
nhiêu cũng được hết á, có được rồi, miễn miễn đời sống ổn định, đời sống ổn định, nhà có xe hơi để cho chở vợ đi, không bị trời mưa được. Trời ơi, có sao hơi chở vợ đi. Rồi bây giờ em nói cái gì một câu với ủng hộ tinh thần anh mình đi nè. Nhìn vô, nhìn thẳng vô, đây nè, nhìn đây, nhìn vô máy này. Nói gì với anh đi. Anh Thiều, cố gắng lên, anh tin anh Thiều nha. Tình biết trước giờ là anh Thiều là trải qua nhiều đời rồi, nhưng mà đời này là phải giữ, đừng có bỏ nhé. Trời ơi, anh Thiều trải qua nhiều đời rồi. Ừ, đời này phải giữ nhá, cố lên. Cảm ơn em. Dạ. Nó nghe nè, sao chưa vô chuyện tình yêu gì chơi vậy hai đứa? Đâu còn mới thăm hỏi ngoại giao vòng vòng vậy, hai đứa học ngoại giao hả? Vô rồi chuyện tình yêu rồi xíu đi. Nè, nói thiệt đi chứ hồi nãy giờ chị ra ngoài chị cũng tia vòng vòng chị hỏi thăm rồi nha. Em là xung quanh cũng đào quá, phong nhã lắm nha. Ôi ôi, có cậu em trai mới 16 tuổi mà trong lớp em trai có mấy bạn gái là mê anh này dữ lắm. Đó, không phải vừa gì đâu nha. Dạ. Tại vì em thì hay gọi là đi giao lưu bên ngoài nhiều. Giao lưu nhiều. Nãy giờ hai đứa nói chút xíu, ví dụ giờ mình hẹn hò nhau thì sao? Hoặc nếu mình quen nhau mình sẽ hỗ trợ nhau gì trong công việc, trong việc học tập. Hiểu không? Giống như mình làm bây giờ cái tình yêu của mình là tình yêu tuổi trẻ mà. Nó phải hướng tới những cái gì tích cực, giống như hồi nãy em chia sẻ với chị đúng không? Thì mình nói một chút xíu về quan điểm tình yêu đi. Anh dạng bánh gói thiểu. Em thì cũng khi mà gặp ngại nói chuyện với mấy bạn nữ. Vậy là yếu em nói bạn gái là mấy bạn nữ cua em không hả hay sao? Dạ không phải, tại chứ cho ba cua thiệt chưa? Cũng có nhưng mà kiểu mình ngại, mình ít tiếp xúc với mọi người. Đó, khi mà mình nói chuyện bạn bè bình thường thì mình nói cho vui vẻ. Vui vẻ niềm mỡ. Nhưng mà khi mình nói tới chuyện tình cảm là hơi ngại xíu. Không phải trước... ngại mà là khó nói. Trước giờ thì có mấy mối tình? Chung chính thức thì gọi là hai mối tình chính thức. Sao giống nhau dữ, bên đó cũng có hai mối tình. Hình như có tôi ngồi đây vô nói chuyện dạng hơn đúng không? tiếp chuyện tình yêu đi, coi như chị vô hình nhưng mà chị ngồi để khích lệ tinh thần hai bạn. Quan điểm thì tình yêu thì đơn giản lắm, thì chỉ cần mọi người gọi là chân thành với mình, tôn trọng mình là được. Đơn giản vậy thôi. Còn khi mà điều đó thích ai, yêu ai thì hết lòng thì người ta. Nói chung là khi mà yêu vô thì đa số là như vậy, người ta sẽ hết lòng vì nhau nhiều. Đó là những cái mối tình mà mình gọi là mình có cảm giác mình muốn, đó là một nửa của mình. Thì lành cũng vậy. Mình kiểu cứ sống theo cảm xúc hết mình là được. Chứ cũng không có nghĩ tới chuyện như thế nào hết. Đó là vấn đề tương lai, là vấn đề do hai đứa nữa. Khi trong tình yêu thì sợ nhất là nhìn thấy người thương khóc. Tại vì thì rất là khô trong những cái việc mà dỗ dành người ta. Khi mà có lúc thì dỗ người ta, dỗ không được thì ngồi thì khóc theo người ta luôn. Người ta phải dỗ ngược lại. Thì có cái nhận xét gì về vẻ bên ngoài? Bên ngoài có lành, xinh. Lành rất xinh. Xong rồi nhìn các bạn cá tính kiểu hiểu mạnh mẽ đúng không? Hòa đồng. Ok. Em hỏi chị nhìn hai đứa thì sao đi? Rất xứng đôi, trẻ trung, năng động, hợp thời. Biết sao không? Mình yêu cái người mà lớn tuổi hơn mình quá đó thì nó sẽ chênh lệch về suy nghĩ, chênh lệch về quan niệm sống. Nhỏ tuổi hơn mình quá đó cũng không có phù hợp. Nhưng mà bằng nhau á là mình có thể là mình cùng học chung một cái dạng, một cái thông tin, mình cùng nghe chung dòng nhạc, mình cùng ăn chung những món ăn thịnh hành. Có nghĩa là cái gì cũng chung, nó rất là dễ dàng. Ba mẹ chị là hai vợ chồng bằng tuổi nhau, sống răng long đầu bạc tới bây giờ hạnh phúc vô cùng đó. Tại em có lý do để em hỏi bạn nhìn về cái ngoại hình của em, tại vì em nghe bạn có nói là bạn rất sợ là người yêu mình khóc. Em thì vẻ ngoài rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Trong dễ khóc. Dạ, trong công việc hay tất cả mọi thứ em đều rất mạnh mẽ, nhưng mà riêng về chuyện tình cảm hoặc là nói sâu hơn là chuyện tình cảm yêu đương á, em rất là nhạy cảm. Em có thể một chuyện bình thường vu vơ thôi em cũng có thể khóc được. Thì rất sợ rồi làm điều gì, tại tính thì nghĩ sao nói vậy, chứ là có sao làm vậy, nhiều lúc gây sự tổn thương với người khác á. Thật ra chân thành á, cái người thẳng thắn chân thật cũng là tốt. Tuy nhiên khi tự em đừng có lo, khi mình vô tâm vô tình
thì mình mới làm người khác tổn thương. Còn khi mình thật sự thương yêu ai, mình muốn người đó vui, mình sẽ để ý. Và khi mình chú tâm vô thì nó sẽ không có như vậy. Mà đôi lúc trong hạnh phúc, trong tình yêu cuộc sống mà vài ba giọt nước mắt rơi làm tim ta xao xuyến, nó vẫn là hấp dẫn, không có vấn đề gì. Đừng có khóc lóc mà vì đau khổ, cái đó mới là nguy hiểm. Còn khóc lóc vì hạnh phúc, ok, đúng không? Tại vì em nói như vậy thôi chứ em chưa bao giờ có cái gì gọi là buồn hay là phải khóc hay là như này như kia về tình cảm hết, chưa bao giờ. Nhiều, chỉ có kiểu như là mình buồn một xíu thôi, chứ chưa bao giờ làm có cái gì mà làm cho mình gọi là phải tổn thương sâu sắc hết. Cho nên với lại có một cái mà bản thân em không giỏi nữa là không giỏi quan tâm người khác. Không giỏi yêu rồi sẽ giỏi. Dạ thì có thể không giỏi kiểu như là em là một cái tiếp người kiểu như là dạng muốn bạn trai hoặc là muốn người yêu hoặc là muốn bạn bè xung quanh mình quan tâm mình. Còn mình thì mình quan tâm họ theo một kiểu như là theo những cái thường ngày mình vẫn hay làm thôi. Còn tiếp người của em là thích người ta được quan tâm mình hơn. Thì đó đúng rồi, bởi vì đa số người con gái, người phụ nữ nào cũng muốn người đàn ông con trai mình che chở, quan tâm nhiều hơn. Tại cái thực sự chương trình của mình á là mình cho nhau giống như em chị nói với em hồi nãy á, là có cú sét có hay là không có, nghĩa là mình có rung động hay không để mình quyết định là mình có chấp nhận trở thành một đôi bạn để mà tìm hiểu nhau, để mà nam nữ để mà tìm hiểu nhau trong cái quan hệ là trai gái hay là không. Chứ còn thực sự mà để mà tìm hiểu nhau hết tính cách của nhau thì hai bạn phải cho nhau cái cơ hội. Nếu chịu hẹn hò với nhau cho nhau cơ hội mới hiểu hết. Ở đây chỉ là đo cái cảm xúc thôi. Hiểu cái gì nữa không? Rồi bây giờ vậy nè, mấy giờ mạnh dạn lên Thiều xin nắm tay bạn gái một cái. Rồi chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện. Chị sẽ phỏng vấn nói chuyện riêng với từng bạn. Mỗi người 2 phút thôi. Rồi chị sẽ cho hai bạn gặp lại để mình đưa ra cái quyết định. Thì bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi nè. Nắm tay chứ bắt tay hồi nãy bắt rồi. Bắt tay làm bạn là bắt rồi. Bây giờ mình xin nắm tay bạn gái để mà thôi đứng lên đi, hai đứa ra bạn đứng lên nè. Nắm tay nhau hiểu không? Để mình cảm nhận được. Nhìn nhau 30 giây đi. Đó. Bấm đuối vô. Trao điện, trao lửa cho nhau. 1m71. Đúng ý em rồi, cao quá. Được chưa? Nhìn nhau đi hai bạn, nhìn nhau đi nha. À, thì có thể xin Facebook của Lành. Dạ, được. Bây giờ thì xin cái liên hệ xong rồi ha. Dạ. Em ngồi đợi chị 5 phút thì nói chuyện với bạn gái chút xíu được không? Dạ, được ạ. Rồi, dạ. Chị cảm ơn em nha, dạ. Dành thời gian cho chị. Chị thấy rất hợp. Bản thân về cao nè. Đúng không? Còn cái chuyện bạn ấy thì có vẻ là hơi sinh viên mà. Hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà chị thấy đó là những cái ngô nghê đầu đời, chị thấy rất đẹp. Bạn này giống nói chung có quá nhiều điểm tương đồng với em đi á. Thì có cảm giác như là bạn làm bạn của mình sẽ phù hợp. Tại vì em không kiểu như là em không thấy được cái mắc xích giữa hai người, kiểu như em không mới có gặp mà động. Mới gặp mà như là em, dạ em có nói với chị đầu tiên là em tin vào tính xác ái tình. Nhưng mà chị nghĩ là bạn này là dính cuốn xác ái tình của em rồi đó. Đó là chị, thì bây giờ em cứ bình tĩnh em suy nghĩ. Chị không cần phỏng vấn bạn ấy luôn, nhưng chị biết là bạn khi mà chị cứ ngưng lại cho bạn ấy quýnh quán và xin cái thông tin của em, bạn ấy giống như cũng sợ một cái gì đó mất mát. Một buổi sáng đẹp trời bạn ấy đang uống cà phê với gia đình mà bị chúng ta lôi kéo vào cái sự việc. Thì bây giờ tùy em, nếu em đồng ý thì chị sẽ cho hai bạn gặp nhau để mà kết nối với nhau. Em không đồng ý chị sẽ ra xin lỗi bạn đó, trả bạn ấy về lại với cái quán cà phê bên kia. Nhưng mà cơ hội là do em nắm giữ. Em nếu đã xem chương trình này rồi thì em thấy có những cái nó qua rồi là không có ấy lại được nha. Còn tình yêu á, mình chỉ cần quan trọng là sự tương đồng và có những cái điểm mình cảm thấy là hợp. Mọi thứ đều là tương đối, không có giá trị tuyệt đối được. Còn muốn có một cái gì đó nó sâu sắc hơn thì mình phải tìm hiểu, cho nhau nhiều cơ hội nữa. Ví dụ hôm nay em chỉnh chu để em đi tìm một cái người yêu, nhưng bạn đó đang rất là vô tình, bạn ấy chưa có chỉnh chu. Tại vì bạn ấy đi chơi gia đình thôi mà, bạn ấy đâu có nghĩ rằng hôm nay đi hẹn hò với em đâu.
Có thể sau lần hẹn bạn, em cho bạn ấy một cơ hội, có thể tối nay, ngày mai khi bạn ấy chủ động hẹn em, hẹn hò với em thì nó là một cái hình tượng nó sẽ khác. Cơ hội của mình do mình tự quyết định. Quyết định đi. Chắc em nghĩ là làm bạn thôi. Làm bạn thôi đúng không? Ok, vậy để chị ra nói chuyện với bạn kia nha. Thì biết sao không? Em nhút nhát quá. Dạ đúng rồi. Em không có biết đoán. Chị cho em một cơ hội ở ngoài này đúng không? Thấy quá ok đúng không? Chị gái ok đúng không? Gái ổ. Nhưng mà em thiếu một cái sự quyết đoán. Chị vô chị ngồi để chị mà chị bơm lên cho em rồi mà em cũng không có quyết định được một cái gì nó mấu chốt. Cái đây là cái chương trình hẹn hò, là mình sẽ phải nói chuyện gì đó nó về tình yêu một chút. Em cứ lan hỏi thăm vòng vòng cái chuyện ngoài lề không à. Cho nên em làm cho bạn gái cảm thấy là bạn gái chưa có gọi là một cái tình cảm gì đó, nó một cái rung động gì đó nó dành cho em hiểu không? May mà cái đoạn cuối là em còn có xin được cái thông tin liên hệ của bạn đó. Vậy thì kết nối rồi nhau rồi đúng không? Thì chị nghĩ là em về rồi em cứ liên hệ thử và em phải mạnh mẽ lên. Nếu mình thích mình phải tấn công mình mạnh mẽ lên. Chứ còn phụ nữ thời bây giờ mà em cứ lưu siêu không có quyết tâm gì hết thì ai đâu người ta dám trao cái tình cảm người ta cho mình. Đúng không cưng? Dạ. Em đồng ý chị, tình cảm là người ta cũng phải giành được, phải lấy đúng được. Rồi, người ta còn đi giành giật nữa. Trong khi chị đưa tới cho em rồi mà em cứ cà lơ vậy thì làm sao mà tính này cũng hơi ngại khi mình tiếp xúc với lại phụ nữ vậy. Khi mà em gặp một người con gái nào đó kiểu là rất là khó để bắt chuyện được vậy nọ. Bây giờ em khó thì làm sao người ta bắt được? Em là đàn ông, em không bắt người ta, phụ nữ làm sao người ta bắt được? Đúng không? Anh bắt chuyện người ta còn lạnh nhạt. Đúng rồi, thôi bây giờ là nói chung là hôm nay là mình đã có duyên gặp mặt vậy là vui rồi. Đó là cái cơ hội chị dành cho em. Thì bây giờ trước tiên là chị cảm ơn em đã dành thời gian, hai anh em nãy giờ dành thời gian cho chị. Nói 15 phút mà đã 30 phút rồi ha. Cái kết nối thì em có rồi đó. Mình về nếu mà mình muốn, vẫn muốn thì mình cứ tiếp tục trực tiếp mình liên hệ với bạn đó như thế nào. Còn bây giờ thì chị sẽ thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn. Dạ. Ok, cảm ơn cưng nha. Dạ. Rồi cảm ơn nhỏ luôn. Về nói anh mình phải mạnh mẽ lên nha. Dạ. Trời ơi, rồi thôi đi về uống cà phê tiếp. Nói cho chị Tường gửi lời hỏi thăm mấy bà con của em bên kia nha. Dạ. Nha, rồi cảm ơn cưng. Em cảm bye ơn. Bye em. Thiêu. Không được, chị tức quá. Tại vì chị cảm thấy là em với bạn gái này rất là hợp nha. Nếu mà đi về thì rất là uổng phí luôn. Thấy mặt em trai em buồn so à. Bây giờ chị cho em một cơ hội. Em quay trở vô. Em tỏ tình với bạn gái đó được không? Kiểu gì là... Bạn gái tên gì nhớ không? Tên Lành. Lành. Giống như là mình hay là anh mạnh dạn lên. Anh thích em. Giờ mình em có thể cho anh một cái cơ hội để mà mình có thể tìm hiểu nhau không? Tại vì ngày hôm nay anh rất bức, anh không có sự chuẩn bị. Cho anh một cái cơ hội để được hẹn hò với em. Được không? Được không? Dạ được. Vô. Tình lành là rất là lành nha. Bây giờ không có thời gian nhiều nữa. Tụi em đã dành quá nhiều thời gian của chị Tường rồi ha. Chị Tường còn nhiệm vụ đi mai mối cho khắp cả thiên hạ. Dạ. Chị Tường chỉ cho hai bạn 5 phút nữa thôi để chốt lại câu chuyện ngày hôm nay. Chương trình có một món quà gửi tặng cho em, để em tặng cho người yêu của em. Và chị nhắc lại, chương trình mình là mai mối. Mà mai mối là không phải mai mối kết bạn, mai mối là kết duyên. Đồng ý chưa? Rồi nếu mà em vẫn quyết chí cái điều mà nãy em chia sẻ với chị là muốn tỏ tình với bạn gái, thì em tặng bạn gái món quà này, nói một câu chốt. Em đồng ý thì em nhận món quà. Hai bạn nắm tay nhau và chúng ta sẽ kết thúc hành trình tìm kiếm của chị Tường dành cho em ngày hôm nay. Rồi mời hai em, chị sẽ chứng kiến cái khoảnh khắc này. Đứng lên đi cưng. Chương trình có món quà, ai không, chương trình đưa cho Thiệu có món quà này tặng cho Lành. Thì nếu như Lành đồng ý cho ngồi gặp mặt tiên của Thiệu với Lành đi chơi riêng thì Lành có thể nhận món quà này của Thiệu. Thật ra trong tình cảm là nó thường hay màu đỏ đúng không? Ngày hôm nay Lành có thể phá lệ nhận màu xanh. Nắm tay nhau đi hai bạn, mình ôm nhau một cái cho nó đẹp nè. Nắm tay yêu đương nữa nó khác, biết không, biết nắm tay không? Hay là phải tôi chỉ nắm sao nè, nắm tay bạn gái nắm sao nè. Đó, thằng em nó đứng nó nhắc tù kìa, tức quá. Thằng em đứng nhắc tù thì tức ghê. Nhìn nhau đi hai bạn ơi. Một cái mối tình rất là đẹp. Chị hy vọng rằng là với những cái gì đó nó khởi màu ngày hôm nay, nó chỉ là cái sự bắt đầu thôi.
ha. Hai em bắt đầu bước vào một cái khu vườn đầy hoa, còn chúng ta sẽ đi khám phá những cái đóa hoa, những cái khóm hoa đẹp như thế nào, đó là do em. Hôm nay chị đã cho em một cái cơ hội thì em nhớ nha. Hai bạn rất là đẹp đôi, hy vọng là cùng sẽ đi với nhau một đoạn đường dài. Đồng ý với chị không? Dạ vâng. Rồi chúc mừng em nha, đặc biệt là chúc mừng bé Lành, chị ôm bé Lành cái nè. Chúc mừng bé Lành nha. Chị là rất thương những bạn nữ đó, cái gì thì bạn nữ cũng vẫn là ưu tiên, nắm tay không buông, dù có cản trở gì chúng ta cũng không buông tay, đồng ý không? Vâng. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình, chúc cho Lành là khỏe nè, em cũng vậy, học tập thật tốt và vừa yêu nhau nhưng phải vừa hỗ trợ nhau xây dựng cái tương lai của hai đứa nha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Các thường xin chào và hẹn gặp lại. Chào đi hai bạn đó, nắm tay, trời ơi tức quá, tạm biệt.